không phải là tôi biết ơn tôi đâu. Nhiều người biết mà nhiều người không dám. Nhiều người là không làm. Để dặn vô á. Để thờ dân chống bông á, vừa ăn thiếu xong rồi nó người ta giật. Ai giật? Cha con ta, anh em ta gì đó, y hịch là để dặn vô. Lúc đem ra dành. Dành như vậy đó. Rồi anh nói là bảo đảm, anh nói là đề phương là anh làm lọ lần đầu nữa là không có cho vàng để trong đây nữa. Dạ. Giật là cách sao anh? Không phải, thí dụ là mình thiêu xong đúng không? Ta để vàng chung cho cha mẹ ta, giờ hai chỉ ba chỉ, rồi bây giờ nó vừa thiếu xong rồi, rồi anh em cạo ra nhé, là người nít á là sắp này, còn người già là sắp khác. Đó. Người già là sắp hết. Dạ Minh Quận mến chào chú anh chị đang xem kênh Minh Quận. Lời đầu tiên cho Minh Quận kính chúc của chú anh chị thật nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống. Và hiện tại thì có anh trai anh giới thiệu hoàn cảnh của cô. Thì hoàn cảnh có khó khăn thì anh em cũng đi đến nơi để chia sẻ. Thì anh trai anh em dắt anh em đi thì cũng mới, anh em cũng mới chia sẻ hoàn cảnh của cháu trai 12 tuổi của anh chị vừa mắc thì nhà ở bên đó. Thì cũng mời của chú anh chị cùng anh em để đi đến nhà của cô. Trên đường đi bên đây là chỗ để lò thiêu của chú anh chị, gần ngôi chùa luôn của chú anh chị. Ngôi chùa. Anh làm trong chùa hay là như thế nào? Anh làm lâu rồi. Anh làm gì? Làm thiếu người á. Quả thiếu hả? Thí dụ là người già, người nít thì anh cũng thiếu hết. Dạ. Đó, anh thiếu hết. Để đây đây lại quấy qua đây. Anh sắp tuổi nè. Sắp tuổi rồi. Bao nhiêu năm anh trai? 2 năm. 2 năm quả thiếu. Vì nít mình sắp, người già mình sắp khác. Nít mình sắp khác. Nít là giống như nó nhanh hơn hả? Chỗ nít là nếu là người già mình sắp là nhiều hơn. Bất rồi. Còn nít ít hơn. Còn lọ giờ nó hư rồi, hết hư. Nè nè, lọ này hư rồi. Dạ. Tôi xin thăng miền Tây mấy gần năm rồi. Xin anh thăng miền Tây gần năm rồi. Gần năm rồi. Chưa có. Mà chưa có. Rồi còn về nước thí dụ là tôi xin về nước làm lọ cho thiêu là sửa thôi. Tôi cảm ơn bà con nước ngoài là nước Việt Nam, nước ngoài gì tôi không biết. Bây giờ nó tôi tiếp qua tôi lọ này nó hết rồi. Là anh là giống như mình đứng ra để ai mà mất là anh thiêu luôn. Dạ. Tôi bao lâu rồi anh? Lâu chưa? Lọ này lâu rồi. Lâu lắm rồi. Hả? Lâu rồi. Thiêu hết rồi. Nó mọc hết chân rồi, mọc hết chân rồi. Bây giờ nó mình sắp củi đây thôi. Cho mình sắp củi nhiều quá không được. Vậy thôi. Dạ. Rồi bây giờ đó bà thần quân gì nó tiếp giúp đỡ bà con, giúp đỡ chùa, giúp đỡ gì đó. Tôi cũng cảm ơn. Cảm ơn nhiều. Xin lâu lắm rồi, 1 năm rồi chưa có, chưa đủ duyên. Đúng rồi. Nè, hư hết chân ơi, lúc trước là keo này nó sắc này nó hư hết. Này nó cũng hư luôn. Dạ, hư hết. Thấy trời nó cũng bể trời. Bể hết. Nhưng mà xây một cái này rồi chắc nhiều tiền lắm anh ơi. Không biết, mình không biết nữa là lúc trước nhà nước là cấp cho mà. Trung ương cấp cho. Nghĩ là tiền cũng nhiều lắm luôn. Đúng rồi. Mà Trung ương. Yeah. Trung ương cấp cho. Vậy đó. Rồi bây giờ là tôi cũng nói của nhà nước cũng lại chụp hình chụp gì đó. Chụp mà cũng mình cảm ơn của nhà nước. Yeah. Cảm ơn của nhà nước, cảm ơn của dân nghèo tiếp lọ. Nhưng không phải là mình bà con mình qua đây là mình phải thiếu hết. Chứ không phải là gia đình mình đâu thì ở nào cũng được hết. Mà thí dụ mình cảm ơn bà con nào gá tiền tiếp mình cảm ơn quá trời. Nãy giờ mấy anh em cũng đang nói chuyện với anh trong đám tang của bé 12 tuổi á, đâu rồi. Có biết anh là người quả thiêu mà người đã phức đâu. Không biết luôn, em đứng ở trong nhà cho bé lưng 12 tuổi á. Anh là gì của bé? Không có gì hết. Không có bà con gì hết. Thí dụ là mình thiếu lọ này ta mời mình lại. Ta thí dụ là ta mình sắp củi cho người ta thiếu.
vậy thôi. Mình lên làm thôi. À, không có bà con, không có gì, bà con ở xóm thôi. Dạ. Ở xóm. Dạ. Mình biết sắp củi thiêu cho người ta. Dạ. Thiêu cho người ta. Hay cho dạ. Nếu mình không biết sắp củi là không có được đâu. Không có được. À, gì đó. Không phải là tôi biết ơn tôi đâu. Nhiều người biết mà nhiều người không dám. Nhiều người là không làm. Vậy đó. Yeah. Mình ở xóm mình tiếp, mình làm phước. Không lấy tiền làm phước thôi. Ai cho 100.000 cũng lấy, 50.000 cũng lấy nữa. Yeah. Mà thí dụ là người ta cho thừa. Mình làm phước thôi. Mình làm phước anh em. Cái nào khó khăn qua mình làm phước luôn. Đúng rồi, chính xác. Mình làm phước anh em. Mình làm phước. Thí dụ người ta nghèo mình lấy tiền người ta làm gì? Dù đó là không có. Thí dụ là cha mẹ người ta rồi ta để thiệp, thí dụ 100.000, 50.000 gì đó, ngoài củi là đi xin mấy bà mấy ông ở xóm. Đi xin. Mấy nè củi nè, em quấy củi chút nè, em quấy củi là củi nè, ở trong kho nè, ta cắt nè đó. Mấy anh cắt ở kho là củi đó. Đi xin bà con ở trong xóm á. Cũng củi mà cô chú anh chị là đi xin để trong còn chùa để những bà đó người giàu ta lại thiếu. Ai có hóa sự gì cái nghèo khổ thì đến đây chùa sẽ hóa thiêu, không có lấy tiền của chú anh chị. Nó người giàu mà để người nghèo. Nghèo đâu có. Kế bên thấy là thiêu với lại nhà của bé mà 2 tuổi là kế bên luôn. Bây giờ củi đây nè, anh cũng tính tiền cắt củi nữa, bây giờ nó chưa có tiền nữa. Chứ cho người nghèo mình đâu có lấy tiền ta đâu. Hết tuổi mình xin tiền để xin tiền rồi mình đi cưa nữa. Đi cưa. Mương ta đi cưa nữa. Đi cưa rồi đó, mương xe đi chợ nữa, chợ qua đây nữa. Nè củi cứ lên lưng nè. Đó là dùng để thiêu người đó phúc. Không phải, mình không chưa có tiền, mình chưa cắt y hịch là phần 3, phần 2 vậy đó. Cắt nhỏ ra là không có thiêu được. Dạ. Cắt nhỏ ra. Thiêu vậy đó, nó cũng lớn đó. Dạ. Vậy đó. Rồi anh em là tiếp là mình làm phước mà, chứ không phải là mình làm sâu ác thì đâu không có gì hết. Bây giờ lò thiêu hư hết chân luôn rồi. Anh trai làm tới cái lò thiêu bung cái chân luôn. Trong mấy năm chắc qua, lâu năm lắm. Anh làm mà có cái khó khăn gì có ơi. Không có khó khăn gì hết trơn á. Thí dụ ha. Thí dụ là cha mẹ ta để vàng. Yeah. Để vàng vô á. Oh, để ở dân trong bông á, rồi anh thiếu xong rồi. Nó người ta giật. Ai giật? Cha con ta, anh em ta vậy đó, y hịch là để vàng vô. Lúc đem ra dành. Dành như vậy đó. Okay. Vậy đó. Rồi anh nói là bảo đảm, anh nói là đề phương công an gì, nếu là anh làm lọ lần đầu nữa là không có cho vàng để trong đây nữa. Dạ. Giật là cách sao anh? Không phải, thí dụ mình thiêu xong đúng không? Ta để vàng chung cho cha mẹ ta giờ 2 chỉ 3 chỉ, rồi bây giờ nó vừa thiếu xong rồi anh em cạo lôi ra kiếm. Kiếm chứ mình để dạng làm vậy, đừng có để dạng làm vậy. Cạo cho cốt để tìm vàng. Tìm vàng á. Dạ. Bây giờ nó hư nè, hư lọ vậy đó. Rồi đó anh chăm sóc lọ đi. Lọ luôn. Quét dọn đàng hoàng chứ anh không phải lúc trước bỏ dữ dằn lắm. Bây giờ đó anh quét rồi giúp ông sư cũng giúp. Là sau này là cái công việc của anh là anh đã biết là xảy ra như vậy rồi, anh mới kêu là không có để vàng trong không cho đệ nữa. Không, nếu mà để nữa là bà con ta làm ơn ta. Thí dụ là anh thiêu xong rồi đúng không? Anh cải củi, cải lại. Rồi anh em làm gì làm, mai mốt thì đó. Bây giờ tôi xin vừa thường quân, vừa xin anh em ở nước ngoài, nước Việt Nam cũng nước mình, nước quanh, Việt Nam cũng nước mình. Tôi xin là tiền là sửa lọ chăm sóc thôi. Bây giờ anh không có xin gì hết. Rồi mình cũng xuống cấp rồi. Bây giờ đó mình thiếu là thiếu ở xóm hết toàn bộ. Dạ. Chứ không phải là thiếu gì đâu. Rồi củi anh em cho thiêu bà con cho xóm, ai cũng mất rồi. Đúng rồi. Anh xin là xin chung. Xin chung anh em. Để cho có cái lò thiêu đàng hoàng. Có lò thiêu đàng hoàng cho bà con có khăn mất rồi để có cái. Đúng rồi.
chứ giờ thiêu có gặp khó gì không anh? Đốt này kia nó cũng bị trời ơi nó nóng lắm, lửa nóng lắm. Trời ơi anh, mắt anh nó chịu không nổi chứ, đừng có nói em, đừng có nói ngồi gần đây không được nữa chứ, đừng có giờ nó nóng lắm. Nó cũng nói chung là nó có bị tạt lửa hay như thế nào? Không có tạt lửa gì hết trơn á. Bây giờ nè, anh thích củi đàng hoàng luôn. Là nhóc nó là khoảng là 1 tiếng đồng hồ hả? Thì đó, mình biết sóc củi sóc gì đó mình biết. Mấy cái miếng này để đây đóng nó cháy không? Bây giờ cháy đóng không? Đây nè. Cháy không? Không cháy á, chứ nó đóng đây nè. Cái này không cháy đúng không anh? Không, miếng nào không cháy nè. Nè, bây giờ nó đóng cửa, mình đóng cửa đây nè. Mình đóng cửa đây. Bây giờ nó mở đi nè. Thôi xin lỗi ha. Là hồi đó giờ mình chưa có cái ca nào mà nó khó khăn. Không, có khó gì hết á. Em biết sắp củi là em không có gì hết. Không có gì hết. Thí dụ là bây giờ là anh cầm lọ đi đúng không? Dạ. Là 1 tiếng đồng hồ. 1 tiếng rưỡi. Anh nói là ga. Tiếng gửi là hết. Còn không biết là còn không biết là nó là ta không biết là chạy không hết. Bị em sốc củi á, em phải sốc củi đàng hoàng. Yeah. Cho người ta. Có khi nào mà mình không có vụ đó, không có vụ đó. Không có vụ là quen anh làm. Đúng rồi. Ok ha. Mình biết mình làm. Mình không biết mình đừng có làm. Vậy thôi. Chứ lại làm cái này cũng phải có một người khó lắm. Khó lắm em. Thí dụ là người ta ở không biết, người ta để nhậu ngoài ở ngoài, người ta nói gì nói nhỏ là ở đây là khó lắm, chứ không phải nói chơi đâu. Khó lắm đó. Nói này nói kia là khó. Khó lắm. Nếu là lợi á, ở đi ngoài đi để tôi làm một ơn tôi. Đừng có ai nói gì hết chứ. Đừng có nói được xúc phạm gì hết chứ. Để tôi làm. Chừng nào tôi làm xong rồi ở bà con lại lùm cút. Thôi, không có gì nữa. Cũng ghê ha. Cho mình biết mình làm phước. Yeah. Nếu là lúc đó là tôi cũng là tu năm 90. Tôi cũng học với ông sư. Ông sư Cung á. Yeah. Tôi cũng học, tôi cũng biết. Nếu em không biết là em đâu có làm gì được. Cũng có học qua. Không có học đó, bữa đó là ông cũng dạy mình thiêu gì đó. Đâu có học mình bùa gì đâu, không có vụ đó đâu. Không có bùa gì đó. Đi theo y hịch là thiêu người gì, sắp củi sắp gì đó. Ông biết mình. Ông học cho mình. Dạ. Chứ ông phải làm mình đâu có làm ta bậy tụi ái gì đó. Cái giống như làm cái công việc mà đốt người nè. Đúng rồi. Anh có giái có gì không? Trước khi có chứ. Có giái á. Có giái ta trước mới sắp củi được. Em không giái được, sau sắp củi được. Không có được không? Phải xin ta. Xin. Phải xin ta dùng gió này. Bà con ở đây ta chết sát, ta chết trước. Mình phải giái người ta đâu. Giái mấy người trước. Mình ảnh á, đốt nhang đó, hồi nãy đó. Mới sắp củi. Mới sắp củi được. Cho em không có giái đó, sắp củi không được đâu. Yeah. Không có được. Không có vụ đó được. Phải em là phải xin. Phải lại xin lọ. Phải lại xin. Giờ xin ông sư trước. Xin ông sứ cả. Xin ông sứ cả rồi mà em phải dài. Anh phải dài. Dài. Mình đốt nhang. Đốt nhang rồi cơm. Với ấy nữa. Thầy mình rồi đó. Thầy mình sắp củi. Cho em là tầm bậy tầm bạ lại sắp củi cho sao được. Đâu có được đâu. Đâu có được đâu. Vậy đó. Làm công việc này là đó giờ anh từng đốt là khoảng bao nhiêu người anh nhớ. Bằng nhiều không? Hoàng là cỡ 100 cái gì á. 100 người. Là lúc đó là anh đốt nhiều lắm. Tối ngủ này kia có thấy này kia không? Có thấy không? Cái gì đó lạ chưa? Không. Bình thường không? Không, không có thấy. Ủa, gì. Tính anh cũng ghen quá trời ghen luôn. Mình làm phước mà. Mình làm phước đâu có gì đó. Mình làm tội mình sợ. Nó làm phước mình sợ vậy. Đâu có sợ gì đó. Thí dụ mình thiếu người ta. Thí dụ là mình thiếu người ta rồi mình ngủ bình thường đâu có gì đó. Không có gì hết. Không có gì hết. Chưa thấy bao giờ cái gì làm hết. Không. Bị mình làm phước mà sợ vậy. Dạ. Thí dụ mình không phải là tôi làm ớn tôi đó, có người khác nữa. Thí dụ là vậy đó. Không có tôi, có người khác. Dạ. Đó. Chứ không phải là một ốc một xà này đâu có tôi đâu. Dạ. Vậy đó. Thí dụ là có tôi. Tôi nói mấy kia lại ở sắp bụi này vậy nè, không có tôi ở nhà. Thí dụ là tôi không có. Phải giái người ta đàng hoàng, giái thật, giái anh em ở xóm ở đây đàng hoàng. Vậy thôi. Chứ không phải là tôi biết ơn thôi. Không phải biết ơn đâu.
thí dụ nó có mấy anh em ở bển, thí dụ là bà con ta ta không thiết gì đó, rồi đó, mình làm phước, mình gặp phước cái gì thôi, không có gì hết. Thì ngoài công việc này anh làm gì? Làm ruộng cũng làm, cũng làm ruộng là bình thường thôi. Bình thường nuôi gà, nuôi vịt, nuôi vịt cũng bình thường mấy đứa con rồi? Hai đứa lớn rồi. Hai đứa gái hả? Hai đứa trai. Hai đứa trai lớn rồi. Thằng thằng thứ ba là 23 tuổi. Dạ. Thằng lớn là 28 tuổi rồi. Vậy đó. Có vợ rồi. Có vợ. Bây giờ hai vợ chồng ở, hai vợ chồng thôi. Đâu có gì. Rồi mình làm phước, gặp phước hả? Chưa dạ. Gặp em làm phước, em cũng gặp phước, không có gì hết chứ á. Yeah, yeah. Em muốn đi đâu là cũng gì nữa, đừng có nói bây giờ em xuống biển làm biển nó gặp phước là người ta lại phước. Yeah. Chứ không có dễ, gặp phước là gặp phước, em gặp tội là làm tội. Yeah. Vậy thôi, bây giờ thằng Quân, anh em bà con ở nước ngoài Việt Nam cũng anh em người Khmer dân tộc, làm phước gặp phước. Nói vậy thôi, nó anh làm gặp phước là gặp phước, nói vậy thôi. Bây giờ em đi đâu là thí dụ là gặp cái vậy nó phước là giúp em, không có gì hết. Làm ác, gặp ác. Gặp ác, đúng rồi, chính xác. Em nói chính xác là gì, chính xác. Bây giờ thường quân cũng vậy, nó là gặp anh em. Vậy nếu bà con nào muốn tiếp tiền sửa lọ, sửa gì đó, gặp ông sư. Tụi em thì quay hữu duyên, biết đâu đúng có rồi, mạnh thường quân nào đó. Đúng rồi. Theo cái lời thương anh rồi, đúng giống rồi, như rồi. Anh đúng kêu rồi. Gọi cho bà con vậy đó. Đúng rồi. Cái này thì em không biết, em là người em nói á, thôi. Anh nói rằng nha, là người nít á. Dạ. Là sắp này, còn người già là sắp hát. Đó, người già là sắp hát, còn người già là phải sắp sắp đây này. Đó, còn người này là 12 tuổi à? Dạ. 2 tuổi chút xíu à, có nửa tiếng đồng hồ nhiêu. Dạ. Không phải mình không có, đừng có nói gì, thí dụ là đừng có ăn hiếp người ta, không có hiếp được, không có ăn hiếp người ta. Người nào cũng vậy, không có ăn hiếp. Yeah. Nó nói thiệt, bây giờ anh xin một câu thôi, đừng có ăn hiếp người nghèo, người già, người xin vậy á. Tôi nói xin đừng có ăn hiếp ta thôi. Nếu ta là thí dụ là tôi biết âm o, tôi biết âm o là anh, mấy em mấy anh này biết âm o là biết âm o. Thí dụ người ta thầy giáo rồi, thí dụ tôi biết thiếu là tôi thiếu. Nói vậy đâu, bây giờ anh nói cái gì hết. Bây giờ anh biết thiếu là anh thiếu. Ừ. Hay cho người khác là biết không? Không có biết đâu. Không phải không biết mà nó ta chưa ấy. Chưa học, chứ không phải nói chơi đâu em. Anh dẫn mình ra phía sau đó ha. Phía sau đó là chỗ mà gặm gặm hải cốt đó ha. Cốt. Dạ. Anh lên đi. Sơn ren. Không ai. Khi mà dắt anh em ra phía sau. Là khoảng mấy tiếng mình mới đưa ra đây hả anh? Không phải là rất là tiếng nữa, tiếng à. Dạ. Còn nếu người ông già bà già là 2 tiếng. Là mình cạo đây nè. Mình lấy từ trong đó ra đây. Mình cạo có ấy cạo nè. Có cái dĩ ha. Bây giờ này hết rồi. Cư nè, chưa đi sửa nè. Trời. Nếu cạo qua nè. Nếu chừng nào hết mình cạo qua. Cạo qua đây, bây giờ này hết rồi nè. Chưa đi sửa nữa. Bây giờ nó hư nè. Này là mình kêu bằng cạo cho. Cạo lấy cốt ra. Cạo cốt luôn á. Cạo cốt này nè. Mình đứng ở đây mình cạo qua. Khi nào hết mình cạo qua. Giờ đứng này nãy nóng. Đứng nóng lắm. Nóng lắm em. Mình cạo ra. Bây giờ nó hết hư này rồi, chưa đi sửa nữa. Anh em cảm ơn anh em. Cảm ơn bà con. Cảm ơn quá trời, cảm ơn luôn. Bây giờ nó mình dọn dẹp nè, dọn dẹp sạch luôn. Dạ. Này nó lụm là mình, cái này mình lụm hết rồi đó ha. Lúc trước lụm hết rồi. Lụm hết rồi. Nghe nói là đàn ông màu trắng hay là đàn bà màu trắng. Nghe nói là người cốt, cốt thì giống nhau hết không anh? Không có. Cái màu khác nhau hay giống? Không. Giống nhau à. Màu trắng, màu đen. Đàn ông đàn bà giống nhau hết. Giống nhau. Sau đợt đó có nghe là một người làm ở trong đây nè. Trong đây nè. Không có con đâu, anh dọn dẹp hết luôn rồi. Có gì đó. Chỉ còn những cái thang thôi. Có thang rồi. Thang của cái quan tài. Không, mình đừng có cho cốt là tụi bậy tụi bạ không được. Dạ. Mình phải làm, mình làm cho người ta đàng hoàng. Dạ. Cho không phải mình làm cho tụi bậy tụi bạ đâu. Ừ. Vậy đó. Thí dụ là dư một cục thổi gì đó, mình để đó là người ta thui quá trời luôn. Trời. Thui lắm á. Để ngoài này dục đồ cỏ là thui quất luôn. Còn anh á là thiếu đàng hoàng, thiếu cho hết.
thiêu cho hết. Nếu là không hết á, để hoài thiêu lại. Để hoài thiêu lại. Thí dụ phổi, một cục thuốc thiêu lại. Thì cái phổi là khó cháy nhất phải không anh? Đúng rồi, chính xác. Cái phổi là lâu đúng cháy rồi, nhất. Đúng rồi. Phổi là chính xác rồi. Rồi bây giờ là anh không có gì hết mà anh bây giờ anh cũng cười gì hết chăng á. Bây giờ anh xin là có cạo ấy thôi chứ vợ nó xin cái cạo. Nè. Cái cạo đó. Anh xin cái cạo. Cạo đó. Lò xuống cấp á mình đồng. Tiếp xúc với lửa luôn quá nhiều á. Không ai ai ra hết cái cây không gãy luôn nè. Vậy đó. Anh cũng sắt. Bây giờ nó cạo hết luôn. Hữu duyên nha, hữu duyên có thể mình cạo ra nữa. Thế mình thiếu rồi mình cạo ra. Cạo qua đây ta lụm nè, lụm hết nè. Cái này nó tiếp xúc với than á, rất là nóng. Vậy đó. Rồi rớt một đợt tôi ăn kho lắm. Trong mùi độc Phật. Và anh cho mấy anh làm phước, làm ấy cho mình làm phước gặp phước rồi. Nghe lại đây. Phước gặp phước. Anh cũng vậy. Anh cũng làm phước mà. Phải làm phước. Không có sợ, không có gì hết chứ. Hy vọng thì anh em đăng tải video lên thì đúng có rồi. Mạnh quân thương giúp cho cho mình ha anh ha. Thôi mình đi vô. Đi nhà bà kia không? Gần đây mà đúng không? Gần hả? Bên trong là nếu hoàn cảnh này khổ ha. Nhà thì phiếu. Nè củi nữa, chứ củi rất là nhiều của chú chị. Củi bự bự không? Củi nè anh đi xin á. Rồi mình vác vô bỏ đây. Nè quay luôn á. Anh đi xin mấy bà mấy ông lại nè cắt củi nè cắt kho luôn nè cắt kho luôn nè mình hồi xin nè xin củi nè sợ nó ướt thôi đúng rồi không phải mình thí dụ là củi khô mình ở đây củi khô ở đây là củi ướt mình ở đâu mình sắp củi khô trước là thì mà người ta đến là có củi để đúng rồi thiêu. Người nghèo người ấy người ta không có củi mình lấy củi cho người ta. Dạ. Đấy, vậy đó. Giúp người ta. Rồi đi cưa đi xin mấy bà mấy gì đi đó. Xin ta luôn. Đi xin. Ta có củi là mình xin luôn. Đúng rồi. Rồi mình tiếp người ta, mình tiếp người nghèo không có củi. Dạ. Bây giờ làm kho luôn nè, không có ướt nè, không có gì đó. Dạ. Làm kho luôn. Dạ, thôi giờ mình đi mua bản nha. Rồi. Rồi đi nhà bà kia không? Đi. Gần đi không? Đánh đi nè. Chạy qua coi. Bà nó là chín mấy á. Dạ. Chín mấy tuổi hả? Ở đây cũng. Mai là tụi đang đi cỏ nó phun của tôi thiệt. Chạy xe đi. Ở nhà bé. Bên lưng. 12 tuổi thì cũng ở trong bên đó nó có tên thiệt. Sao mà em đi? Ngày mai á, ý là ngày mai đưa đi ra đường này ra. Không có. Đi đưa đường vô cổng rồi. Vô cổng, không phải đường tắt đâu, không có, không cho, không cho, không cho đâu. Không cho đường tắt đâu. Đi đường này vòng qua vô. Cái cổng cũng đang có nhà ha. Trẻ nhỏ. Giờ em đi bển không? Đi bển quay chút xíu đi. Giờ cũng đã chịu của chú anh chị. Anh trai cũng đã giới thiệu hoàn cảnh của bà lão thì rất là khổ. Lúc nãy thì anh cũng dắt anh em đi qua bên chỗ lò để quả thiêu của chú anh chị. Thì chắc ngày mai mới anh em quay lại để xem hoàn cảnh bà như thế nào. Tại giờ cũng tối của chú anh chị thì cũng mới chia sẻ hoàn cảnh của cháu lưng xong. Thì em cũng chân thành cảm ơn của chú anh chị Quý Mạnh Thường Quân với nhà hậu tâm đã giúp đỡ gia đình của cháu lưng để lo hậu sự cho cháu trong lúc khó khăn này. Thì em cũng xin khép video tại đây. Em cũng hẹn cô chú anh chị những video tiếp theo. Dạ em xin chào.